Alo, xin chào. Hôm nay chúng ta quay lại với buổi vòng đầu tiên của mình liên quan đến cập nhật kinh doanh nha. Trong thời gian tới thì dự kiến sẽ có rất nhiều mã được thực hiện theo cái cách này, đúng không? Đại khái là nó hơi lao một tí, đúng không? Nhưng mà sẽ được nhiều mã hơn và chúng ta sẽ cố gắng được nhiều mã lớn kinh doanh để mình làm. Rồi chúng ta quay lại với hôm nay buổi khai trương đầu tiên thì mình chọn là VIB, đúng không? Ngân hàng quốc tế. Thế thì trong thời gian vừa rồi thì VIB trong khoảng tầm mấy tuần vừa rồi thì gây ấn tượng mạnh, đúng không? Chúng ta có hai ngân hàng tư nhân là họ đã tham gia vào cái việc là chia cổ tức tiền mặt, đúng không? Đây là việc là cực kỳ hiếm và mình thấy là cực kỳ hiếm luôn. Và đây là một cái bản mà mình đã ghi nháp ra, đúng không? Thực ra là đã qua từ hôm qua nhưng mà có vẻ cũng chưa 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 trôi lắm, đúng không? Hôm nay lôi ra bắt đầu lại thì có VIB và Tiên Phong Bank, đúng không? Là hai ngân hàng tư nhân dự kiến sẽ chia tiền mặt, đúng không? Còn ở đây thì theo như khuôn khổ này thì VIB dự kiến sẽ chia khoảng 10%, đúng không? Thông số là như vậy. Và một thông số chúng ta nhìn thấy thoáng thoáng là thấy RE, đúng không? Một nhà đầu tư rất là cứng, đúng không? Dài hạn. Ngày xưa RE từng cầm Sacombank, đúng không? Sau đó họ bán trong cái đợt cái đây khoảng trung năm này đấy. Cuối cùng thì rất ok trong cái khoản đầu tư này. Còn về về mặt giá cổ phiếu, đúng không? Đúng không? Thấy trong khoảng một năm gần đây thì giá là theo xuống chung rồi, rồi rất nhiều. Và nhầm và lúc cuối cùng mình nhìn thấy có cả 16, 17. Vâng, thế còn bây giờ thì là 24, vâng, thì vậy là cuối cùng là cũng phải là khoảng phần 3 đoạn đường rồi. Còn đây là 3 năm qua, đúng không? Và chắc chắn bây giờ thì giá cổ phiếu vẫn cao hơn lúc đáy dịch rất nhiều. Vâng, bởi vì bản chất ngân hàng cũng vẫn phát triển mạnh. Và chúng ta có thể thấy trong mấy năm qua đây, 2000 gọi là 2002, đúng không? 3002, 4006, 6004, đúng không? Đấy. Ở đây là dư nợ đây, đúng không? 96, 103, 107 và 200. Còn dưới là vốn chủ. Thế còn năm nay, đúng không? Năm nay về cho vay thì chỗ này chắc là tăng khoảng 30, tức là khoảng 15% rồi. Hai khoản còn lại là chứng khoán đầu tư là và cho vay ngân hàng khác thì cũng tăng nhưng mà cái đấy tỷ trọng nhỏ thôi, đúng không? Chúng ta không sẽ đến. Và tiền gửi đây, đúng không? Cũng tăng được khoảng tầm 27 ngàn. Như vậy cũng khoảng mười mấy phần trăm gì đấy. Thế còn vốn chủ, đúng không? 24 đến 32, cái này rất là tuyệt vời rồi, tăng 33%. Vâng. Thế còn về 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 các khoản chính, đúng không? Thì chúng ta xem qua thôi, đúng không? Tôi thấy là năm nay quý 4 đúng không? Lãi lên tín dụng là hơn khoảng tầm 5-600 tỷ, đúng không? Tương đương khoảng 17%. Và nếu cả 12 tháng, đúng không? 12 tháng thì hình như cũng ở khoảng đấy, khoảng hơn 3.000, như vậy là cũng có khoảng tầm 27-28% gì đấy. Vâng, rồi một chi tiết nữa. Và chi phí hoạt động thì tăng nhanh rồi, đúng không? Như vậy không ok lắm bản này. À không, nếu mà cho cả 12 tháng thì không không vấn đề gì, chỉ có quý quý 4 là mình thấy là cao thôi. Còn dự phòng rủi ro tín dụng này, năm nay còn giảm nhá, đúng không? Nhưng mà điểm này rất là tốt. Vâng. Thế còn lại thì cuối cùng thì lợi nhuận trước thuế nhỉnh hơn năm ngoái cùng kỳ một tí. Vâng, thế thì không ok lắm ở cái điểm này, nên cũng có thể là vì cái quý 4 vừa rồi thì lãi suất ngân hàng tăng nên là chắc chắn sẽ ảnh hưởng. Thế còn lại tính chung cho cả năm, đúng không? 84 cho 84, như vậy là hơn khoảng 2.000, 2.000 thì đâu đó khoảng tầm chắc là 30% gì đấy, đúng không? Như vậy mình coi là như thế cũng ok, đúng không? Như vậy là đấy là cái nhìn qua qua, đúng không? Thế còn ở đây thì thế còn ở đây thì mình cũng có chuyển tải, đúng không? Chuyển tải là cái hẳn một cái phụ lục, đúng không? Phụ lục về VIB và tổng 27 ngân hàng niêm yết, đúng không? 27 ngân hàng ở ba sàn chứng khoán. Thế còn bên ngoài sàn thì có Agribank và ngân hàng lớn còn lại là SCB, đúng không? Thì mình bên ngoài nó không có số liệu, đúng không? Hoặc là số liệu nó rất là chậm. Cho nên là mình không cập nhật vào đây. Chúng ta bắt đầu điểm danh. Thứ nhất là tài chính của VIB chắc chắn phải tốt rồi, bởi vì nếu không tốt thì không thể chia được tiền mặt, và bản thân ngân hàng nhà nước người ta cũng kiểm soát việc này rất là mạnh ấy, tức là cũng sau khi trả xong thì vốn lưu động còn phải ok đối với khách hàng, thì như vậy thì mới mới cho trả. Như vậy là tài chính có thể đánh giá sơ bộ là ok điểm này. Một điểm đáng lưu ý đây là mình trong quá trình mình đi xem mình thấy là nội bộ họ giao dịch tương đối nhiều, tất nhiên sẽ có cả mua và bán như vậy đây, và đi họ mua cực kỳ bất ngờ và cực kỳ bất ngờ 38 triệu cổ. Nhưng nó con số này chưa phải lớn bởi vì ông này có 2 tỷ bốt cổ thì lúc đó nó tăng vào khoảng một phẩy mấy phần trăm gì đấy, chưa biết là bao nhiêu, à, 1,8, và mình coi là mình cho là rất tốt, đấy. Và bởi vì họ đi là nhà đầu tư rất cứng, chuyên nghiệp. Rồi chúng ta một điểm nữa ở đây ấy, là trong cái đợt tháng tháng 9 và
và tháng 10 của năm ngoái thì có hai lần tăng lãi suất huy động, mỗi lần 1% và tổng là 2%. Nên là chắc chắn là chi phí huy động của các ngân hàng trong quý 4 là chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng, trong đó có cả VIB. Và chắc chắn là như thế rồi. Và chúng ta sẽ cùng thử xem các khoản mục chi tiết mà mình đã truyền tải vào cái Excel như này. Đây là mục tổng. Còn trường hợp mà muốn xem rất nhiều ngân hàng khác thì mình cũng có thống kê ở đây. Tuy nhiên ở đây trong khuôn khổ VIP thì mình chỉ để VIP đấy thôi. Để chúng ta nhìn cho nó thoáng thôi, dễ so sánh. Thế thì đầu tiên chúng ta thấy là liên quan đến khoản mục là cho vay, đúng không? Cho vay. Tổng tài sản thì có vẻ tăng không tốt lắm, đúng không? Tổng tài sản thì mình thấy tăng hơi chậm. Bởi vì VIP khả năng là tập trung chính vào cái cho vay, đúng không? Còn lại các ngân hàng khác thì người ta có cả các cái khoản mục khác nữa, đúng không? Kể cả chứng khoán đầu tư cũng tỷ trọng rất cao, đúng không? Như này 12% trên toàn hệ thống thì VIP chỗ này chắc chỉ chưa đến, đúng không? À, cũng cũng gần gần tỷ lệ đấy. Và như vậy tổng tài sản đã tăng chậm, đúng không? Thế còn về phía cạnh cho vay, đúng không? Thì trong năm vừa rồi thì VIP tăng 15,1% và cũng xấp xỉ so với trung ngành, đúng không? Thế còn lại trong so với các cái kỳ trước, đúng không? Thì mình thấy ở đây là hầu như là đa phần là hơn, đúng không? Vậy là gọi là tăng trưởng cho vay trong những hôm qua là ok hơn, đúng không? Tuy nhiên hai chỉ ngang thôi, nên yếu tố này được coi là tạm ổn. Đấy. Thế còn một điểm nữa đây là tổng tài sản thì lại tăng chậm, đúng không? Mình nghĩ là như này là chưa tốt, vì cũng là một tiêu chí của ngân hàng, đúng không? Sai của ngân hàng thì tăng tăng chậm, đúng không? Như vậy là chưa tốt lắm. Và theo như tỷ lệ này thì kia, thực ra thì đi phân tích ngân hàng thì mình nghĩ là cũng tương đối khó, đúng không? Bởi vì ở đây thứ nhất là báo cáo thường niên của họ thì rất là dài, đúng không? Nói rất nhiều thứ, số liệu thì cực kỳ nhiều. Và tuy nhiên là để làm được cái này thì chỉ có cách là chúng ta phải so sánh thôi, đúng không? Chúng ta so sánh cái này trong tuần, trong đứng trong tổng thể toàn hệ thống trong cùng một khoảng thời gian, đúng không? Để chúng ta đưa ra cái tốt hay không tốt. Thì mỗi ngân hàng có thể có hướng đi riêng, đúng không? Có ngân hàng thích cho vay mảng bất động sản, có ngân hàng thích cho vay mảng cả ô tô nữa, đúng không? Ngân hàng thì chỉ thích cho vay các doanh nghiệp bất động sản, đúng không? Như tech, rồi có doanh nghiệp người ta chỉ thích cho vay các doanh nghiệp lớn, đúng không? Bốn ngân hàng kinh doanh người ta hay khẩu vị như vậy. Thì mỗi bên sẽ có hướng đi riêng, đúng không? Rồi, đúng không? Vậy cho vay thì ok, đúng không? Còn lại bên bên kia thì chưa tốt lắm, đúng không? Bên 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 tài sản thì chưa tốt lắm. Nếu mà chúng ta đến với tiêu chí thứ hai là bên nguồn nguồn vốn, đúng không? Trong nguồn vốn người thấy là tiền gửi của VIB thì rõ ràng là đang thấp hơn so với cho vay, đúng không? Và biểu hiện ra đây là cái tỷ lệ cho vay cho tiền gửi là cao hơn 100%, đúng không? Nhưng mà là có vẻ cũng không ok lắm, đúng không? Và nếu mà trường hợp mà thiếu thì VIB buộc lòng phải đi vay lại trên thị trường hai, đúng không? Hoặc là ông phát hành trái phiếu chứng chỉ tiền gửi, đúng không? Tức là giấy tờ có giá đấy để chúng ta bù lại cái này. Và như vậy là ở vốn chủ thì tăng rất tốt rồi, vốn chủ thì khoản này là mình đánh giá là rất là cao rồi. Và khoản khoản vốn chủ thì tăng 34% là mình nghĩ là tuyệt vời, mà đây là còn tăng tự nhiên, chứ công ty cũng không hề tăng vốn gì, không hề gọi là quyền mua hay riêng lẻ gì, vốn chủ sở hữu tăng tốt. Và theo như cái tỷ lệ này, còn 34 so với 22, mà kể cả là riêng trong quý quý 4 nhá thì VIP cũng tăng khoảng 7,1%, còn cả ngành thì tăng có 3,9 thôi. Và còn bên phía tiền gửi thì là cho năm nay thì tương đối tốt, đúng không? Bởi vì ở đây là 15,3% mà trong khi cả ngành chỉ có 10, còn riêng quý 4 thì lại kém một chút, đúng không? Tuy nhiên tổng thể cả năm thì vẫn ok. Như vậy đánh giá về về tiền gửi, đúng không? Là tăng trưởng mạnh so với ngành, đúng không? Tuy nhiên là trong mấy năm trước thì có thể thấy là hầu như là tốc độ tăng 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 cho vay nhanh hơn tốc độ tăng tiền gửi, cho nên là mình có thấy cái tỷ lệ cho vay trên tiền gửi nó cứ tăng dần lên như này. Và như vậy là ông ấy chăm chăm vào cho vay tiền gửi chưa là ok lắm. À, có cái đến năm nay thì ok. Như vậy là cho vay thì ngang hệ thống, còn tiền gửi thì lại tốt hơn, đúng không? Qua đó giúp cho cái tỷ lệ cho vay tiền gửi trong suốt một năm qua nó cũng cân lại, đúng không? Và thấy như vậy, đúng không? Cân lại cái tỷ lệ gọi là gần như lâu lên này. Vậy trên cái cạnh hiệu quả là có vẻ ok, đúng không? Mình đánh giá trên cái cạnh hiệu quả, đúng không? Tức là cuối cùng vốn chủ phải tăng thì là mình thấy rất ok. Rồi kể cả trên về gọi là tính an toàn, đúng không? An toàn thì mình hay dùng đơn giản nó dễ hiểu nhất là vốn chủ trên tổng tài sản. Thì trên toàn hệ thống thì có 8,3% thôi. Và vốn chủ trên 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 tổng tài sản. Thế còn của VIB là khoảng 9,5. Và mình nghĩ là đây là tỷ lệ rất là cao. À, tỷ lệ khá là khá một chút.
Thực ra thì lúc mình gọi là soi kỹ thì mình thấy là sở dĩ nó cao ấy, bởi vì thực ra là mấy cái ông quốc doanh rất là thấp và mà tỷ trọng lại lớn. Ví dụ như đến như Vietcombank chỉ có 7 phẩy mấy phần trăm thôi, 7,6 thôi. Rồi hai ngân hàng lớn là CTG và BID. BID có 4,6 thôi, CTG chắc cũng ở khoảng đấy, khoảng 5,9, đúng không? Như vậy là ba ông quốc doanh thì tỷ trọng rất lớn nhưng mà tính ra thì lại rất là thấp, đúng không? Thế là trung bình chung nó như thế kia. Thế còn lại mình nghĩ là chung trong các ngân hàng tư nhân thì khả năng là VIB cũng chỉ ở là khoảng khoảng bằng bình quân thôi, nhưng nói chung là như thế là cũng là tạm. Như vậy là về tính an toàn là được coi là tạm ổn. Đây, qua đây liên quan đến tính an toàn. Đấy, hiệu quả. Đúng không? Vậy là chúng ta xong cái phần đến cân đối kế toán. Đúng, để chúng ta đưa ra một cái hệ số như vậy. Tiếp. Thì đây là buổi đầu mình đánh giá cho là nó cũng có thể là và nó hơi tính liệt kê một chút, đúng không? Thì bản chất ngân hàng thì phải liệt kê rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ chi tiết hơn, đúng không? Để cố gắng truyền tải được cái thông tin về hoạt động của kinh doanh của công ty ở của ngân hàng. Đó, tất nhiên là chúng ta không thể giống như là chúng ta đi phân tích kỹ được. Nếu phân tích kỹ thì chúng ta phải để xem là chủ trương của ngân hàng là gì, đúng không? Đánh vào mảng nào, rồi mảng đánh vào xã hội đang như thế nào, đúng không? Đây chúng ta thuần túy vào những con số và đưa ra so sánh chung trong ngành. Và một vì ngân hàng là cực kỳ nhiều số liệu, nên chúng ta buộc phải sử dụng cái phương pháp như này. Thế thì thứ hai là thu nhập tín dụng. Thì đây, nôm na đây là cho ông cho vay, đúng không? Còn cái phí chi phí tiền gửi này thì chính là chi phí lãi, là chính là chi phí mình chủ yếu mình trả cho người gửi tiền. Còn đây là khách hàng đi vay VIB, đúng không? Tôi thấy gần như là 1:1, đúng không? Tức là huy động được 1 và cho vay 2, đúng không? Lãi 1, thuần túy là như vậy. Thế thì trên cái mảng này ấy, thì chúng ta có cái số liệu như sau. Thứ nhất ấy, là lãi biên tín dụng của VIB là cũng khá tốt, đúng không? Ở đây trung bình ngành là 52, đúng không? Còn VIB là 54, đúng không? Như vậy là có vẻ nhỉnh hơn một chút, đúng không? Vậy đấy là thứ đầu tiên mình nhìn thấy, đúng không? Thứ hai ấy là thu nhập tín dụng, đúng không? Tức là thu nhập từ người địa, từ từ cho vay thì là tăng 31 mà ngành chỉ có 22,8 thôi, đúng không? Thứ hai ấy, là chi phí tín dụng ấy, của VIB thì tăng rất nhanh. Và thực ra thì các ngân hàng ở cửa dưới, ngân hàng top top giữa top dưới thì chắc chắn là khả năng chi phí này sẽ tăng rất mạnh và tăng tăng rất mạnh, đúng không? Chúng ta sẽ thử điểm danh nhé, chúng ta sẽ thử điểm danh từ trên xuống để chúng ta nhìn thấy cái tỷ lệ này. Ví dụ như An Bình là 29 này, ACB thì là loại lớn rồi, đúng không? Lớn cho quy nhân rồi, 16 này là tốt này, Bắc Á là 6 này, đúng không? Đấy. BID là cũng 20 nhá, đúng không? Rồi Bản Việt thì là 21, CTG thậm chí còn lên 32, đúng không? Và EB thì không tăng, khả năng ông không tăng trưởng tiền gửi thì phải. HD Bank thì tăng 24 và Liên Việt thì tốt hơn là 11,9, MB cũng phải tăng đến 34, đúng không? Như vậy là song song với cái kia. MSB thì tăng khoảng 19, 15, 19, đúng không? Như vậy con số của VIB trong năm vừa rồi cũng rất là cao. Và cái này thì biểu hiện là một là quy mô cho vay tăng lên, tức là số lượng tiền gửi, giá trị của tiền gửi tăng lên, và thứ hai là có thể là lãi suất cũng tăng lên. Đây, Techcombank tăng cực kỳ cao, tăng rất cao. Trên cuối cùng thì lãi tín dụng không còn bao nhiêu, và rất cao. Thì Techcombank cũng tăng 19, và như vậy là nó đều làm giảm cái lãi lãi tín dụng. Và đấy chúng ta điểm mặt. Ở đây Vietcombank đúng không? Thì cần kèo hay mấy VIB đây. Và đấy. Tuy nhiên đấy, cuối cùng thì lãi tín dụng của VIB vẫn ok, đúng không? Là vẫn tăng 26%, vẫn tăng tăng tốt hệ thống, đúng không? Đấy, bài toán cuối cùng xảy ra. Và như vậy là thu nhập hoạt động ngành thì như này, đúng không? À, đây lãi biên tín dụng đây, đúng không? Rồi thu nhập tín dụng đây, như vậy là có thể coi là mình đánh giá chung vẫn là tốt. Thì có chi phí thì tăng nhanh thì do vấn đề lãi suất nữa, đúng không? Chúng ta không tránh được cái việc đấy. Còn đây là từng quý, đúng không? Quý này so với quý trước thì cũng có thể thấy là tăng khoảng 2%, đúng không? 3%, 5%, và riêng trong quý 2 vừa rồi thì cũng tăng khoảng khoảng như thế. Và như vậy chắc quý 1 của VIB là có vẻ tốt hơn ngành thì phải. Còn ở đây thì mình không có thống kê. Mình chưa thống kê từ năm 21 từ quý, đúng không? Ở đây 22 thôi. Nhưng càng phỏng đoán là như vậy. Vâng. Thế còn lại chúng ta đến với chỉ tiêu tiếp theo là liên quan đến dịch vụ, đúng không? Dịch vụ. À, trong số các cái phi tín dụng thì dịch vụ là lớn nhất. Chúng ta phải thấy là trong các cái mảng này chúng ta nhìn số tổng đi, đúng không? Số tổng đây thì gần như lớn nhất. Và trong mảng này chúng ta phải thấy là có hai cái, một là lãi dịch vụ và hai là lãi khác, là những thứ lớn nhất trong 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 phi tín dụng, rồi phi tín dụng thì có thể thấy là
trong đó chủ đạo nhất thì chính là lãi dịch vụ, đúng không? Ở đây thấy lãi khác của VIB rất là thấp nên chúng ta cũng không có gì phải bàn cái này cả. Và trong năm vừa rồi thì loại ngoại hối lỗ và chứng khoán đầu tư thì chính là trái phiếu cũng lỗ. Và thực ra thì đa phần là kém, đa phần là kém. Ví dụ như là cái tổng chứng khoán đầu tư cả năm vừa rồi thì chỉ có 5.300 trong 21 là 14.000. Và ngoại hối là khác thôi, VIB có vẻ không mạnh ngoại hối thì phải. Đấy cũng kết quả đa phần không tốt, không chỉ mạnh mỗi dịch vụ và tín dụng thôi, không sai. Thì ngân hàng cũng chỉ mạnh hai cái chính là chính nhất. Thì trong cái mảng này ấy, thì của VIB là tăng khoảng 16 đúng không? Và so với năm ngoái là 14, còn lại kỳ kỳ vừa rồi sau khi trước thì tăng khoảng 5,6 thôi. Và cho thấy là trên một cái biểu đồ dài như này và xét khoảng 5 năm đúng không? Hình như là của VIB tăng cao rất nhiều và mình thấy cao rất nhiều, từ 400 đến năm vừa rồi là 3.100. Như vậy là trong suốt khoảng 6 7 5 6 năm đấy thì 5 5 năm đúng không? 5 năm thì mình tăng đến khoảng 7 lần. Thế còn từ đây đến đây thì chỉ tăng được có 3 lần thôi đúng không? Như vậy là mặt này của VIB cũng ok thôi đúng không? Mặt dịch vụ. Và như vậy là hai hai mục chính là tốt nhất là vẫn đang ok, và mảng dịch vụ và mảng lãi tín dụng là đang ok. Và chúng ta có tiếp đến phần liên quan đến hoạt động. Và thế thì nếu chúng ta cộng hết các cái phần lãi lãi phi tín dụng nó cộng với cả lãi tín dụng thì chúng ta sẽ ra cái gọi là thu nhập hoạt động. Và chi phí hoạt động thì gần như là chắc là khoảng đến 5 đến 6% là lương. Và, đấy. Rồi chi công vụ, chi tài sản gì đấy thì sẽ ra cái số đấy. Thế thì ở đây chúng ta thấy là tỷ trọng tín dụng trên là thu nhập hoạt động. Đây. Thì có thể thấy là của VIB rất là cao, là 82%. Tức là cái phụ thuộc vào tín dụng của VIB là rất cao. Và đấy đấy là chúng ta sẽ nhìn thấy 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 cái việc ngay đầu tiên. Tức là cái có thể rút ra là mức độ phụ thuộc tín dụng của VIB cao. Tín dụng đúng không? Cao này. Và bởi vì thực ra theo chuẩn thì là không ok lắm. Và thực ra theo chuẩn thì là không ok lắm.